Hoàng Lê Thiệp xin gửi lời chào tới tất cả quý vị các bạn. Ngày hôm nay tôi lại quay về vườn của một cụ ông. Hôm nay cụ hơn 80 tuổi rồi. Nhưng mà rất là không vui là ngày hôm nay tôi về thì cụ lại mới gãy chân. Hơi buồn cho gia đình một chút. Nhưng mà cây thì lại vẫn vậy. Còn khá là nhiều cây tại thôn Nam Hà, xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Một cái vườn cây mà có rất nhiều là cái tâm huyết của cụ. Đấy, những cây xanh trực thế cổ của các cụ với những quả phúc rất đầy đặn, rất ấn tượng. Tôi đã ghi hình một lần và ngày hôm nay thì muốn quay lại để xem cây phát triển như thế nào và cũng xem là ông cũng đã bán được cây nào chưa. Ở trong mỗi cây thì đều có một cái đặc điểm chung là tất cả các cây đều có một đặc điểm chung là cái gốc tương đối là to. Và tất cả những cây này thì đều được tạo tác trên dưới cũng 40 năm rồi. Cái bệ rất là đẹp. Nhìn cái dàn cây chúng ta có thể thấy là một cái sự tâm huyết quá là lớn. Bao nhiêu là công sức. Nhìn thấy cụ làm như thế này sạch sẽ, gọn gàng. Cây đều có những cái nét với sự cổ kính. Hy vọng là sau cái video này thì sẽ có nhiều quý vị anh em quan tâm hơn và liên hệ với gia đình, giao lưu bớt cây trong vườn. Với cái số lượng cây nhiều như thế này thì có lẽ là với cụ là một vấn đề rất khó khăn trong việc chăm sóc và tạo tác. Việc giữ cái form những cái cây này rất là quan trọng. Đặc điểm là những cái cây này có một cái rất là hay, chính là ông cũng đã bỏ được hết cái manh thép, cái khung thép. Chứng tỏ là khoảng thời gian tương đối là lâu rồi. Dài rồi thì mới có thể là bỏ được cái khung như thế này. Quá tâm huyết, những cây xanh được tạo tác một cách rất chỉnh chu, bóng mịn, tàn bông dày, rằm dày di dày rít luôn. Cây cũng mới được cắt sửa hơn chục ngày nay. Vào cái mùa đông thì nó sẽ phát triển chậm hơn, vì thế mà nó chưa lên cái lớp lá non. Nhiều cây quá. Tất cả cái cây trực nó tương đối là giống nhau. Cây nào thì cái đường kính này nó cũng to. Đường kính nó từ 40. Đó, như cây này thì cái bệ của nó có thể là vành đến 200 vành gốc. Vành bệ, còn vành gốc thân thì nó phải chừng 130. Cây cao đều đều nhau chừng hơn 2 mét. Nhưng cái cây này là quá hợp với lại những cái khuôn viên công trình công sở hoặc là nhà cổ, những cái vị trí mà cần trang trí những cái cây xanh. Xin nhấn mạnh lại, đây là những cái cây
cái trực thế cổ, đang theo cái lối cổ của các cụ, trực xoắn hoặc là trực khói hương. Cái phương pháp tạo tác là hầu như là 11 tán. Đấy, trong này còn khá là nhiều này. Cây nào bóng cũng rất là mịn, bông rất là mịn, rất chỉnh chu, gọn gàng, sạch sẽ. Một sự tâm huyết quá lớn đối với một người làm cây suốt 40 năm để tạo ra được một cái dàn cây như thế này. Mong nhận được sự quan tâm của quý vị anh em. Dàn cây rất là tâm huyết, sạch sẽ, gọn gàng. Ai mà có vườn mà làm về dịch vụ cây trang trí thì có thể liên hệ mua cả vườn hoặc mua từng đôi cây chọn cũng được. Cố gắng là mua với cái giá hợp lý để có thể giao lưu hết cho ông cụ. Đấy, đến giờ này rồi thì quý vị thấy rằng là cả một cái sự tâm huyết rất là lớn, cũng mong giải quyết bớt để cho còn được nghỉ ngơi. Đây có một cái đôi long chắp rất là to, đường kính này 80. Và một dãy long mé bờ ao. Thì bạn Thế bạn ấy đang cắt để chắc là chuyển dáng theo cái lỗi gọi là toàn vân. Hiện đang làm là 4 tay và 1 ngọn vùng đĩa theo kiểu long cổ. Đó. Một đôi long chắp cực to. Dàn cây mịn tít, quá là chỉn chu. Quý vị có thể thấy là đều tâm tặng, cây nào giống cây đó, cây đấy, và phúc to tròn đều. Rồi, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi, để liên hệ với lại chủ vườn để giao lưu bớt cây cho cụ ông nha. Hẹn gặp lại quý vị và tất cả các bạn trong video tiếp theo.